hướng dẫn cho các bạn cách thử một cái con laser công suất. Các bạn dỡ cái lý thuyết ra trước đi. Các bạn dỡ cái bài tập lý thuyết của các bạn ra hồi sáng trước. Dỡ cái lý thuyết ra trước đúng không? Dỡ lý thuyết ra trước chúng ta sẽ coi xem như thế nào đúng không? Đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ tập cho mấy bạn thử laser công suất và lấy cái lý thuyết ứng dụng cho thực hành. Vậy hả? Ok. Màu gì giống gì chú? Rồi, qua đó em coi kìa. Không mình cũng có. Rồi muốn nghe nào mới mốt chỗ nào lên học rồi tiếp. Trời ơi, suy nghĩ coi, hình như người này đang bị tác động bởi gậy gọc hay gì đây. Phải không? Tác động bởi gậy gọc hay gì đúng không? Cái này thấy là mới vô nửa buổi mà, mới vô nửa buổi thì vô ráng cố gắng học thôi chứ. Chứ chưa cái gì á, lo nản chí là mình nam nhây chi chí, ráng cố gắng học với bạn để có nhiều bạn ta. Là bốn mấy năm chục tuổi người ta cũng cố gắng người ta học rồi. Mình cố gắng mình học đi về mình có cái nghề, mình có cuộc sống. Rồi chó nè, đây chúng ta bây giờ chúng ta xem nha, đây là con xe công suất nè. Đầu tiên á, rồi mấy bạn mới làm chưa quen thì các bạn sẽ không biết xe công suất là cái loại này là cái tên gì của con xe công suất, chưa biết tên đúng không? Đúng không? Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta mai mốt chúng ta gặp một cái mã. Đúng không? Mai mốt chúng ta gặp cái mã xe công suất thì cho thầy tờ giấy đi, thầy hướng dẫn cho. Đúng không? À đây, đây rồi ok. Cái mai mốt chúng ta gặp một cái mã IC công suất này thì về thông thường thì cái chúng ta có một số loại IC công suất này, đây là họ BS thì do hãng Bixu nó sản xuất, Bixu BC nó sản xuất, họ BS đúng không? Thì các bạn thấy là họ BS thì nó có một cái chung quy, cái kiểu chân của họ BS nó chỉ có một kiểu mà đó là IC công suất nè, các bạn đây IC công suất thì các bạn nhớ cho thầy nha, thì 6 chân đầu tiên của nó nè, 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 mà 6 chân này là đầu tiên á, thầy hay kêu là chân bồi áp, hay là kêu là chân bồi áp, là chân bồi áp. Là chân bồi áp này thì các bạn không, các bạn chưa có tính tới khi mà chúng ta thử mới chưa tính tới nhau, đúng không? Đây là cực dương của nó là V cộng nè, V chữ N. Thì chúng ta có U là V đúc, U V đúc U. Rồi chúng ta có ba chữ N ha, N U, N V và N đúc U. Rồi chúng ta từ chúng ta tính ha. Như vậy thì các bạn xem là 6 chân lệnh, các bạn muốn biết 6 chân lệnh thì rất dễ đúng không? Đây là ba chân bồi áp nè, đây ha, như còn vô trụ nè. Nó vô con trụ nè, thì thấy không? Thấy con trụ không? Đây con trụ, từ đây chạy vô đây nè. Đã ra ban trụ rồi. Như vậy thì 6 chân bồi áp xong rồi. Cái họ đối với họ Bixu này thì vô cái nó gặp việc ba chân lệnh đầu tiên. Ba chân lệnh, chúng ta đạp trời là ghi là H1 nè, H2 và H3 đi ha. Vậy đi nha. H1, 2, H3. Rồi tiếp tục nè. Chúng ta sẽ đụng một chân gọi là chân gì? 15V. Rồi, tiếp theo là chân gì? Chân 0V. Rồi. Thế là tiếp tục chúng ta sẽ đụng ba là dưới 1, 2, 3, đó là L1, L2 và L3. Rồi chưa? Xong rồi chúng ta sẽ đụng với chuyển bằng 15V tiếp. Đây là cái kiểu chân của nó. Rồi tiếp nữa, FO. Rồi, CN. Rồi chúng ta một chân nữa là chân gì? Chân VND. Và cuối cùng một chân gì thì chúng ta chưa quan tâm chân gì ha. Tại chân gì thường thường nó cũng bỏ chấm, không có sao. Còn, ok chưa? Như vậy các bạn thấy là đây là cái kiểu chân của họ BS. Họ BS khi mà chúng ta đụng cái kiểu này thì chúng ta thấy thật ra nó xác định 6 lượng rất là dễ. Rồi các bạn mới thì các bạn khó thôi, chỉ có một số khi mà chúng ta làm qua dài qua bao dài qua cái bo là chúng ta sẽ xác định, nhưng mình nhớ chân đầu tiên là ba chân bồi áp, thầy dễ rồi nè, thầy kêu bạn xem nha, đây dễ rồi nè, đây dễ rồi, ok ha. Là thầy dạy các bạn thì cũng chả cần phải sách vở gì đâu, cũng chả phải coi đâu, tại vì sao, thì cái này thuộc lòng bạn rồi, ghi cần gì sách vở thôi. Đây đây, một bồi áp, hai bồi áp, ba bồi áp, rồi đây một hai ba bốn năm sáu, thấy sáu chân không? Cái sáu chân đầu của nó là sáu chân bồi áp, thấy không?
Rồi tiếp theo là chúng ta có gì các bạn? Ba chân lệnh nè, ba chân lệnh chúng ta đã về là H1, H2, H3. Rồi xong rồi tới gì? 15V. 15V. Rồi tới gì? Tới 0V. Rồi tiếp tới gì? L1, L2, L3. Đây là ba lệnh dưới. Thấy không? Rồi xong rồi chúng ta sẽ tới gì các bạn? 15V. Rồi xong rồi gì? FO. CN. Rồi tới gì? Tới mát là 0V đó. Rồi, tới gì chân nhiệt? Thì khi mà các bạn tra Google á, thì con này nó có cái mã số của nó. Cái mã số. Nếu như mà bạn không nhớ á, không nhớ con này đúng không? Không nhớ kiểu này thì bạn mở ra thì bạn sẽ tra trên Google, thì trên cái thân con IC nó sẽ ghi một cái mã số gọi là slim. Slim deep. Đó, thấy không? Slim deep L. Đây. Các bạn tra ha, tra nhớ thêm chữ PDF, không có chữ PDF thì nó sẽ vô trang của những bạn bán hàng, thấy không? Như slim deep L, slim deep L đúng không? Slim deep L đã đây xem đây. Quá ha. Thấy chưa? Cái này tra Google mà. Cái này tra Google. Đó, bấm thử xem, lấy điện thoại bấm thử xem vô không? Rồi bấm thử xem vô không? Đó, chúng ta đang hướng dẫn cho những bạn xem rất kỹ về cái cách chúng ta thử xem công suất của mình. Các bạn nào vô xem like, comment, chia sẻ thầy nha các bạn ha. Đăng lên những cái hội nhóm để cho chúng ta biết là chúng ta dạy một cách chín chắn đàng hoàng, chúng ta không gãy, không phải chúng ta dạy bậy bạ ha các bạn hơn. Chào mấy bạn vô xem like nha, chào bạn Đông, chào bạn Chính Quyền, chào bạn Cơ Khí Tạo DV nha. Rồi bên Facebook của bạn nào cũng vậy, xem một thêm thử xem. À, chúng ta đang dạy cho học trò chúng ta cách xác định một con IC công suất, biết gì hư hỏng như thế nào nào đó chúng ta dạy cho đàng hoàng đúng không? À, chào bạn Trường Nguyễn nha. À, bạn Trường Nguyễn hôm nay mưa gió quá ha, chắc ở nhà có không? Và cũng đang hướng dẫn rõ ràng đúng không? Để cho các bạn mới biết cách mà xử lý một con IC công suất. À, chúng ta sửa bộ mặt chúng ta khó nhất là cái gì? Khó nhất là gì bạn? Trên cái bộ mặt chúng ta không biết con nào hư, cái máy thì nó không chạy, và vậy chúng ta phải xem xét cái con nào hư và con nào không hư, chúng phải xem xác lập đàng hoàng thì chúng ta mới xử lý được. Bây giờ ví dụ như một đống con, ví dụ 5-3 con đi, trong đó một con mà nó hư thì nó sẽ kéo xeo vì cái máy không chạy, mà khi mà đó thì chúng ta lại không biết. Đấy, có Google search đó, Google search đó các bạn search thì dần thì cái máy của bạn, cái thằng Google nó sẽ đưa các bạn gì về cái nguồn dữ liệu đó rất nhiều đó. Ví dụ chúng ta search một ngày, chúng ta search cái ngày, chúng ta search cái thì nó sẽ đưa cái nguồn dữ liệu về cái máy chúng ta, rất là hay. Google nó có một đặc tính như vậy rất là hay các bạn đó. Rồi, được chưa? Nè, cái từ đây, slim deep gạch L đúng không? Rồi. Đó, bạn nào vô xem nay có gì mà cần hỏi thì các bạn thể comment cho em sao không? Là thầy đang hướng dẫn cho học viên của thầy, đang hướng dẫn cho những cái bạn đó biết cách để mà xác định cái con hư hỏng trong cái bo, nó sẽ hư hỏng ở chỗ nào, cái dùng nào để mà sửa. Chứ chúng ta không sửa mò nha. Ở đây chúng ta không sửa mò. Bạn nào có nhu cầu học sửa bộ mạch có thể liên hệ với thầy theo số điện thoại là 0907 716-05, giá lúc này là 093-115-7788. Chúng ta đang học tại 861-61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta chỉ dạy trực tiếp, không dạy qua Zalo, qua Facebook đúng không ạ ha? Chúng ta chỉ gì? Chỉ sửa thực tế, thì dạy thực tế trên một cái bộ mạch thôi. Em vô cái data sheet đó để đây. Em vô sẽ đi biết là đúng không? Em vô thêm cái chữ data sheet đó thì nó đây nè. Đó, đúng không? Thì nó sẽ nhanh hơn. Tại vì sao? Tại vì cái kia là vô trang những bạn bán đây không? Đây, được chưa? Đây nè, đây, thấy không? Rồi, em click vô, được chưa? Thì click vô thì nó sẽ chạy đó. Ở cái trang này cũng chưa chính xác mấy đâu ha. Đây cũng được, đây, thấy chưa? Đây bạn. Thấy rõ không? Đấy. Nhưng mà cái con này muốn xem rõ thì đây. Đang cái này mình xem rõ hơn không? Để cái iPhone thì này không rảnh mà cái Android thì này rảnh lắm ha. Rồi, xem được chưa? Nó đang tải phải nó đang tải chứ không phải do mình gấp. Rồi ok, đây em xem coi, đây em thấy không, đây ba được bài áp là 1, 2, 3 bỏ nè, tiếp nè UP nè, UP VB WB, đây là ba lệnh trên nè, VB 1 với lại VNC là 15V và mát nè, xong rồi tiếp tới UN VN WN là ba lệnh dưới nè, rồi VN 1 là 15V nè, xong tới FO là FO CN nè, tới VNC là mát đó. Như vậy là đây là cái kiểu chân của nó các bạn, nhưng mà cái này hơi khó coi đúng không? Đây download này cho dễ coi nè, download này cho dễ coi nè, đây cái này dễ coi hơn ha, chỉ cái mặt nó bự thôi, mở đây cái này dễ coi hơn, đây cái này dễ coi hơn, đây bạn thấy không, nó dễ coi hơn, lý do nó lớn hơn, mốt về quê mua này coi chó đã.
đây à, chúng ta tạm thời đây là ba điểm lại hay đây là vùng bồi áp nè, đúng không? Đây là chân số 2 nè, đây là chân số 3 nè, đúng không? Đây là chân số 4 nè, đây là chân số 5 nè, chân số 6 nè, chân số 7 nè, rồi ba điểm lại nè, UB, BB, tại sao được chữ B? À, tại sao số B? À, đây là B và đây là N, bạn nhớ không? Nhớ hồi sáng thì giải cái vụ này không? Rồi bây giờ là UB, tức là đây là UB nè, UB nè, VB nè, WB nè. Và 15V, 15V thì trong ngoài đây thì nó sẽ phân ra hai cái nguồn 15, nguồn 15V cho trên và nguồn 15V cho dưới. 15V cho trên thì để là VB. Đây nè, VB. Đúng không? Rồi VNC. VNC. Rồi. Rồi tiếp vào ba đoạn dưới nè, UN, VN, WN. Rồi chưa? Thấy không? Rồi tới đi, tới gì? 15V rồi FO nè. FO là đúng không? FO là chữ 17 nè. Thấy không? Chân 18 là chân 10 cm nè. Rồi chân 19 là chân gì? Chân mát carbon nè. Rồi tới chân gì? Chân diệt VOD nè. VOD là chân diệt nè. Rồi, như vậy là xong cái phần bên đây đúng không? Rồi 6 đường lệnh có chưa? D1 nè, 2 nè, 3 nè, đúng không? Tương ứng là chân mấy? Chân 8 nè. 8 nè. 9 nè, 10 là ba lệnh trên đúng không? Rồi bỏ ha, bỏ mấy chân? 15. Không, rồi ba lệnh dưới là mấy chân? 10 nè, đây là 11 nè. 11 nè, 12 nè, như vậy là 13 đúng không? 13, 14, 15. Vậy là ba lệnh dưới chưa? Rồi, như vậy là chúng ta số 15 con. Như vậy chúng ta kích kích như thế nào đây? Đây là 3 pha nè, U, V, W nè. U, V, V, W. Như vậy thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 1 bóng, 2 bóng và 3 bóng đúng không? Và bóng 13 bóng này chúng ta sẽ nói chung với nhau đúng không? Đầu tiên là chúng ta sẽ nói gì? Đại dương nè. Cũng không nói dương, xong rồi chúng ta sẽ nói âm cái ha. Như ba bóng nó sáng không? Ba bóng này chúng ta sẽ nói về UV đất mình. Rồi, cảm ơn đây đến với đèn ra bóng thử nha ha. Rồi, chúng ta thử xem. Rồi, các bạn vô xem like, comment cho thầy biết nha. Cái đen là gì chung? Ờ, chúng ta đo trước bóng đèn đi, cơ bóng đèn nào đứt không, đến hồi nữa hồi nữa bóng đèn đứt cái kích kêu nó không sáng, không sáng. Cái gì là sao? Sống hả? Nếu sống thì nó sẽ hiện cho chúng ta biết luôn chứ. Sống chết thì chúng ta kích thì chúng ta biết luôn chứ. Nhưng mà chúng ta vỉ nhẹ thì chúng ta sẽ không biết đâu. Vỉ nhẹ thì chúng ta cần phải xác định bằng hồ đo. Thì chúng ta sẽ đo bằng hồ đo thôi. Cái nào không sống hết á. Điểm đáy được. Để đo bóng đèn chứ. Đây là đồ nghề của mình. Tại vì đồ nghề đây là đồ nghề chuyện chung. Nhiều khi các bạn làm đứt bóng đèn chúng ta không biết. Đấy. Đấy. Để thằng nhân 1 đâu lên nổi đâu mà. Phải không? Rồi. Sống không? Rồi sống hết nha, chắc ha. Ok, rồi chúng ta sẽ đi vô. Đầu tiên là bạn xác định cộng trừ thế này. Đây, cộng nằm đâu, trừ nằm đâu? Cộng mà cộng cầu diốt đây. Cầu diốt đây, đúng không? Cộng trừ. Cộng trừ đúng rồi. Đó, chỉnh thử xem. Cũng đây đang hướng dẫn rất rõ ràng chi tiết đúng không? Để học trò làm thì sau này về quê có thể là tự kiểm tra. Rồi, đúng vô. Đấy, chúng ta làm rất rõ nha. Không có dấu giếm nghe người là dấu nghề, dấu giếm gì đâu, không có chuyện đó đâu rồi. Hướng dẫn lý thuyết xong rồi hướng dẫn cho thực hành. Bé nó chẳng bé nó chắc bị ảnh hưởng chắc hay gậy gọc gì đâu. Đấy, chắc vậy quá à. Chứ không phải là nó không muốn học đâu, nó muốn học á, nó muốn học quá nhưng còn điều quan trọng chắc là bị vụ đó. Ta chưa giờ nó không ngủ. Thì bỡ vậy. Ủa, ngồi của anh mà. Cái ngồi, cái mình đi ngủ nó cũng ngồi đấy. Chứ nếu thường đi xa mệt á, đi xa mệt nên ngủ à. Chị mệt quá chịu nổi đi xa mà. Rồi xong chưa, xong dạ chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Chị cái đó là bè, em đang làm gì, em đang làm gì, đang làm gì? Đây, thử bóng điện. Ok, thử bóng điện không? Bây giờ nói vô. Nhưng mà trước khi đó em làm gì là em gắn vô vậy mà em muốn kích liền là em sai đó. Tại vì cái nguyên tắc của mình nó là sao? Phải nói lên dương, nói xuống âm trước. Xem ba bóng sáng không đã, bây giờ mở điện trước nè. Khoan đi. Khoan đã làm nè, cái nguyên tắc đầu tiên. Thầy kêu là cái lý thuyết là phải đúng cái viết đó là đầu tiên nè, cái bước đầu tiên nè, bước đầu tiên khi mà mình về quê mình làm đúng không? Là mình phải mình nói vô ha, ba bóng ha. Là đầu tiên là phải nói lên ba bóng là thứ nhất là
ba bóng mình nói lên dương chứ, nói dương chứ là mở điện nha, mở điện nói dương xong rồi nói âm. Tổng hợp hai này coi sáng không, có sáng bóng nào không, nếu sáng là đi xem trước nó chặt đúng không, phải làm cái thao tác này trước. Lỡ rằng á, lỡ rằng như vậy nè, có một trường hợp có một bạn như vậy, lỡ rằng như nè, có một thằng dương nó chậm, có một thằng dương nó đang chậm, nó đang sáng này, thế là đi kích âm cái có thể là bị nổ không, cái này nổ là do mình làm nổ. Ví dụ như sáu con người bên đây, con xem đây, con xem đây, con xem đây, đây con xem cái lý thuyết nào, lý thuyết mà thực hành lý thuyết, bạn phải tôn trọng cái lý thuyết xong mình vô thực hành, mình dựa theo cái thực hành mình mới làm sáng tỏ được cái vấn đề, chứ không thôi thì chúng ta dựa trên cái lý thuyết thì chúng ta nói không, nó không đúng, mà thực hành mà không có lý thuyết thì nó sẽ nổ đó. Vậy nè, đây có phải là em đang bắt bóng đèn đây, lên đây phải vậy không, phải không, phải vậy không, phải vậy không, ba bóng người mắt y chang vậy đúng không, phải không. Như vậy thí dụ như bạn không chịu kích tinh dương, bạn không xuống âm, cái bạn cứ gắn vô vậy, bắt đầu bạn thử đúng không, đúng không, ba bóng có phải ba bóng bạn đều gắn, nhưng nó nói chung lên dương đúng không, nói chung lên dương đúng không, đó nói chung lên dương rồi, ok vậy chưa, phải không, bởi vì chung của nó nói chung hả, đúng không, nó không có khác nhau cái gì kia đâu, chỉ thôi chẳng qua là dễ xuống vậy cho nó rõ. Nhưng mà thí dụ nha, thí dụ trong đó có một cái con này nó đang chậm đúng không, thì bạn thấy nó sáng liền đúng không, phải không, nó sáng liền. Nhưng mà con trên này chậm, bạn thấy nó sáng liền không, không sáng, mất tắt luôn, nó không sáng. Con này đang hở phải không, con này đang hở, con này không dẫn điện thì bạn rõ ràng bạn gắn như vậy bóng đèn này không sáng phải không, phải không, phải không. Nhưng mà con này đang dẫn điện, bạn chơi bằng kích con này cái, con này dẫn điện, con này dẫn điện cái nó có bùng bùng. Như vậy là cái thao tác đầu tiên của mình á là mình phải sao, lên dương xuống âm cái, bởi bảo đảm chắc chắn 100% nó không được sáng thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành là cái thằng cái là hiểu không, rồi chứ chắc nha, bóng gì quay đừng làm lộn nha, làm lộn không chỉ này nha. Đúng rồi, cái giải hướng dẫn đâu mà cái gì quay làm lộn, nó trời ông thầy đang kêu kích cái nổ bùng cha. Rồi bắt đầu mở thử nè, bây giờ để cái này cấp điện đúng không, cái này cấp điện chúng ta cấp vô cuộn là rồi chứ, mà rồi chưa, rồi mai mốt thầy sẽ hướng dẫn các bạn cấp điện, cái này cũng dễ, không có gì đâu khó. Rồi mở nguồn thì em có quá tải chưa, có quá tải điện 110 phải không, 110 rồi chưa, rồi mở nguồn thử xem, rồi bắt đầu thử nha. Rồi nè, cái bóng gì dùng đi, dây chung đâu, dây chung đâu, dây chung rồi lên dương xuống âm cái xem, lên dương không sáng nha, phải không sáng, rồi xuống âm cái xem, rồi phải không sáng đúng chưa, nào lên dương xuống âm mà nó sáng là thôi đừng làm nữa, đừng kích nữa, con chỉ xem trước nó bị chậm á, phải chậm rồi này, tương đối dễ hiểu mà đúng không, rồi lên dương xuống âm rồi ha, rồi chắc chưa, rồi bây giờ cái này sẽ kích nè. Bây giờ đầu tiên nguyên tắc đầu tiên là kích này còn là gì, ba bóng thứ nhất thứ hai đúng không, nói dương trước, nói dương trước, nói gì chung á, lên dương trước, rồi gì chung đâu, rồi bạn phải nói lên dương trước bạn mới kích nữa là rồi chưa, lên dương rồi bạn lấy gì bạn kích, khi bạn này dính cho bạn lên dương đi, rồi đồng hồ kim đúng không, rồi bây giờ đồng hồ kim nó kích. Chúng ta dạy đọc rất rõ ràng lý thuyết, phải ứng dụng như thực hành mới là lý thuyết đúng, còn lý thuyết không ứng dụng thực hành thì nghe rồi kích dương để nhân, rồi nãy giờ những thao tác nhớ không, sợ nghe hồi nữa đang cố gắng rồi nha. Bây giờ lần đầu tiên kích là chúng ta sẽ kích gì, kích âm trước, thứ ba kích ba âm trước, kích âm thì chuyển mở không cũng để thang gì, để thang nhân một, kích bông dưới trước nè, thang nhân một nè núi bước một, bước hai, núi ba, rõ nha, nha. Đây chút nữa lấy tờ giấy này coi lại nha, nè nói dương nói âm nè, không sáng nè, thấy chưa, nè thứ hai là nói dương nói âm nè, thấy không, thấy chưa, nè cái tờ giấy đó là bước thứ ba nè, kích ba âm trước nè, chút nữa là bước thứ tư nè, kích ba dương nè, đúng không, rồi chưa, nè theo thế từ bước nè, 1 2 3 4 nè, thấy không, 1 2 3 4 nè, đây là thử một con sinh xuất nè, đúng chưa, đúng chưa, rồi bây giờ kích nè, kích đeo, kích ba âm trước nè, ba âm thì là 13 14 15 nè, đó đến chân đi chú, không phải đâu, chút này dây chuyện đầu tiên của nó, chuyện đầu tiên của nó là chuyện số 2 á, trong bao nhiêu số 1 đâu nha, nè nè nhìn nè, chuyện đầu tiên của nó chuyện số 2, có chuyện lâu không à, chào mấy bạn mới xem live nha, chia sẻ kênh thầy các bạn nha, thầy đang hướng dẫn cho học trò thử một con xem xúc một cách chính xác theo thực tế, chứ chúng ta không dạy theo kiểu lý thuyết suông, dạy là phải thực tế đàng hoàng. Gần là D chỗ này.
đúng rồi. Không qua tay đâu. Mới chọc được âm. Chứ nó mì hơi đâu. Cũng được. Đây đây mới gần này đây nè. Đúng rồi đây thế. Đây chân ly mới gần này đây nè. Chân ly là mì hơi vuông nè. Lấy âm chỗ này nó dễ nè. Hoặc là lấy âm là âm trên ngay được bà tốt hôm nay này nè. Âm 18 hôm nay đi. Đó đó đó, bà tốt hôm nay đó. Rồi chắc chưa? Chắc mở điện em. Rồi cái chân này nè, chân này có vô chân mát được không? Vô cái chân đụng miếng nhựa, chân mát của cái chân đụng miếng nhựa à, sáng sáng này. Sáng một pha thấy không, sáng một pha, một pha chưa kế à. Tiếp dưới tiếp tục, đừng có đụng hai, đừng có đụng hai chân với nhau nha, kích chân nào là đúng chân đó. 13, 14 đó, bài có này rồi thấy chưa, còn của mọi người vậy. Rồi. Rồi. 15 này. Hai cùng sáng nữa, bốn năm sáng. Lộn chân rồi đó. Coi chân lại đây. Coi chân lại đi, coi chân lại. Chân bên đây này, coi chân bên đó. Coi chân cẩn thận. 15 đi. 13, 14, 15. Đây. Đó, đây là chờ đúng này, chờ đúng chân của hắn kìa. Nó mới lên đó. Chưa đúng chân. Nó mới đó, đó đó. Nó ăn, nó còn cái lớp keo á. Rồi được rồi. Rồi, ba lần đây. Rồi, xong rồi bắt đầu cái bình mới đổi qua bên miền đây. Rồi, ok. Kích bằng dương. Kích bằng dương thì bạn đem 1 2 3 nè. Đấy, 1. Bỏ ba bồi áp đi, 1 2 3 kế bên. Không không không, quên đi Giang. Dương xuống. Rồi, đây. Kế, bỏ xuống bồi áp đi. Ừ, ừ. Ê, bỏ đây nè, kế đây 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 nè, bỏ bồi áp đây nè. Rồi ba chân kế bên nhau là được. Rồi, bắt nha. Bỏ đi. Keo không? Chưa dính keo, keo vô đại cái bên. Cái này phải làm nhanh á, tại không làm nhanh con tụ này nó xả điện nè. Tụ bài ống xả điện đi, mất điện rồi. Coi bạn Thế Nguyễn có chính năng không à. Không, không sáng được. À, bạn phải làm nhanh, tại vì con trụ này nó giữ điện trong thời gian ngắn à. Con trụ này nè, con trụ này bạn phải kích ba, bạn kích ba âm lại cái, xong rồi kích ba dương liền, kích ba âm lại cái đi, mở nguồn cho bạn kích ba âm, kích ba âm mở cái đó. Một nè, chân mới đúng nha. Hình như là do cái que không? Cái que không ăn không? Cái lớp keo nhưng mà cái que. Cái que này nó không, lấy cái que của thầy đi nè, đang nè. Cái que đó nó không đủ nhọn đâu nè, cái que của thầy nè, cái que đó bạn nên làm cái mũi kim nè, nó nhọn, nó xiên qua nó nhanh. Cái nào không? Rồi các bạn vô xem like, chia sẻ, comment thầy biết nha. Là thầy đang hướng dẫn cho học trò chúng ta sửa. À, phải xác định trên một cái bo, xác định sống chết đã. Rồi. Không cần phải, không phải nhấn mạnh gãy kiếm nha. Này, cái kiếm nó nhọn này chích được rồi. Bạn đang kích gì? Âm hay dương? Kích dương nè, kích âm. À kích âm. Kích âm hả? Kích ba con âm hả? Không, bông dưới này. Kích ba con dưới nè, bông dưới chưa sáng nè, chưa sáng. Kích lại xem. Đó, chờ mới đúng chân nè. Nè, coi chừng không đúng chân là không được thôi. Cái đây nè, ừ cái đó đó, cái BUV đỏ nó ra không? Không cần mạnh đâu, mạnh mà cái que này nhọn lắm, chỉ có cái là mình ăn hay không ăn thôi. Xuống như điểm mát dưới đây đi, điểm cái điểm mát này. Đây nè. Cái điểm mát không? Thấy không? Nè. Đó, ừ đó, cái điểm đó đó. Đó. Rồi. Thử xem, thử lại xem. Đúng chân không? Đúng chân không? Đúng chân thì nó sẽ đúng chân nó sẽ chát. Nha, đây thầy chờ thầy xíu, thầy nói cái này qua đây rồi. Chờ thầy xíu, chờ thầy xíu. À, cái con ốc là có con ốc không? À, có con ốc ở đây chứ. Chờ thầy xíu, chờ thầy xíu. Đây, nói con này nè, nói chỗ này đi cho. À, alo nghe. Alo.
anh gửi cái bo tới, nó hư bo gửi bo tới sửa, nó không hư lại nhà. Tam con ngu à, tam cái hình dịch giác này. Cái đó phải phải tham khảo mở bo ra. Tại đây mình chỉ có đem bo cái mình sửa thôi, chứ mình ở đây không có thợ cái nhà. Ở đây mình sửa là thợ. Dạ. Bo con tay mà. Dạ. Bo à. 15V, 0V, bo con dưới. Đằng sau á, đằng sau anh mở đằng sau một cái nắp của anh quay ra cái cổng đằng sau nữa, có bốn ốc mở bốn ốc ra là đúng cái bo à. Nó dễ lắm dạ, nó dễ ẹt hả? Nó không có khó đâu. Đi con tam ngồi, Phải tùy theo ban bệnh, có những cái ban mà sửa liền thì được, nhưng mà có những ban thì nhiều khi phải ghi số điện thoại để đó, xong một hai hôm mới xong. Đấy nha. Nó không lạnh luôn, chứ không phải mất đèn không đâu. À vậy cái đó anh phải kêu, vậy cái anh kêu thợ cơ lại đi, kêu thợ cơ lại nó xem phần đèn cho anh. Chưa sáng. Kêu thợ cơ, cái là máy thợ sửa điện lạnh á, rồi nó cơ coi thay đèn cho anh là được. Dạ. Ủa, hai bo thì mắc rồi, thì đương nhiên nó bán 3 triệu mấy mà. Bây giờ anh kêu quán thợ cơ lại xem trước đi, giờ xem như thế nào. Anh đạo, chân số 8, đặt đằng 6. Chân số 8 là chân đầu tiên ngay trong này nè, đây là chân số 8 bây giờ, này. Bây giờ nếu vậy thì anh chọn gì thì anh cứ mang cái bo tới cho em kiểm tra trước đi rồi tính. 11, 12, 13. Dạ, ok anh. Dạ, 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 ok anh. Đó. Đó. Không ăn phải không? Là những bạn mới thì mới ăn gì sao chưa hết ăn này. Con rút ra rồi. Cái này đang thử ba con dương ba con ăn. Ba con dưới đi anh. Ba con dưới. Thấy ba con dưới hả? Ba con dưới thì sáng luôn á, ra sáng luôn á. Bạn thử lại đi. Gãi chân đi. Không phải sợ khi chân này nó không ăn. Ừ, có thể bạn thử con để đi nhé. Vừa đúng lấy sáng ba con đấy. Sáng lại sáng đủ quá. Chân nó nặng. Đây đây còn bán đẹp hết mỗi lần nào. Bây giờ tiện là cái mũi mình gãy mấy cái chân đi đã một tí rồi đấy. Tí rồi đâu. Bây giờ nó còn keo khó. Bo này bây giờ có nguồn á, nó lên cái bệnh nhờ người le nó nhả ra liền, đóng cái nhả ra liền, đóng nhả ra liền, nó lên nguồn cái nó tự nó cắt luôn. Tại cái con nó liên quan tới đường đây nè, chờ xíu thì con không duy trì, nó không mất nguồn duy trì. Rồi, thử là đi em. Chọn khô chứ xăng. Khô xăng, chưa khô xăng rồi. Không được, cứ thử đi, không sao cả. Chỉ sợ trượt thôi. Rồi, thử đi ha. Rồi, mở ra, mở luôn. Mát thì ra mát thôi. 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Rồi, 1 nè. Nó chéo nhau đúng không? Chéo nhau. Cái dây có ăn không? Thầy thấy cái dây nó có ăn không? Thầy thấy cái dây không? Cái đồng hồ này có đồng hồ khác không? Hay đồng hồ này có vấn đề gì không các bạn? Chắc là hay là cái kim chân này. Vậy hả? Thì em cứ thử đi, sau khi sáng. Để trừ nè, lấy cận nè. Rồi, nhân 1 đúng không? Rồi thử xem, mở nguồn thử xem.
Rồi, thử đi ha. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi, bóng, kiếm ha. 2 bóng. 2 bóng. Rồi, vô đồng hồ. 3 bóng. 3 bóng, ghi đồng hồ ha. Để đồng hồ bên. Bên ta rồi. Ghi đồng hồ. Đồng hồ. Đồng hồ dưới nè. Đồng hồ tay nè. Rồi, giờ xịt bóng được. Đây. Bên kia. Rồi, bắn rồi. Tay nè. 1 nè. Chưa chưa, tay. Rồi, tiếp bên kia đi. Một mét chứ. Chưa, chưa. Đó, chạm có màu kìa. Tiếp đi. Hai nha. Ok chưa? Ba nha. Rồi, rồi ok chưa? Hiểu không? Đồng hồ hai. Cho chuyện đồng hồ á, bởi vì nhiều khi cái đồng này mình phải đốt đốt xíu không? Vậy là đúng theo phương pháp chưa? Đúng theo phương pháp nè. Đầu tiên là mình phải nói dương nói âm chứ. Nhớ nha, đây là nguyên tắc nha. Rồi không bỏ qua cái bước này là tai hại nè. Đó. Không sáng được. Nó không sáng có được không? Nói dương nói âm chứ ha. Rồi nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi xong rồi kích ba, kích ba rồi bước ba để đi bước ba đi được bốn nè. Tiếp là phải tôn trọng bốn bước này không? Rồi, tiếp tục đi rồi bạn kia vô thử xem được không? Rồi bạn kia vô chơi FO bây muốn kích CIN đúng không? Nó CIN FO đúng không? Rồi CIN FO. Về đây nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy một đồng hồ đo. Đấy đồng hồ đấy. Đồng hồ đấy. Chơi cái chân đứng của nó đâu ta? Đây đầu tiên là bây giờ em sẽ đo nè, đây một kia quay đến đâu rồi, còn một quay nữa đâu, chứ nó không phải cái đó cả ngoài của nó đâu. Đây này làm việc đây, bạn nào đo rồi đo FO rồi FO. Ở chúng ta đang hướng dẫn cho trò chúng ta cách để gì đo đạc một mỗi sinh xuất sinh dưỡng xuống má sinh xuất chúng ta ứng dụng lý thuyết dừng chứ chúng ta không có nói lý thuyết xuống 4, 9, 10, 11, 12, 13 ra ok nhá là rồi chương 17 như vậy chương 18 là cái tỷ vô đúng không phải không chương 18 cái dẫn luôn đây đồng hồ để đây đúng không? Đồng hồ để thang nhân. Mày kích thằng mày đó. Như vậy là em kích lần đâu bên đây. Bạn nào kích không? Bạn nào kích? Em kích này. Kích đó. Đồng hồ này kích này. Kích này. Đúng không? Như vậy em đo đúng không? Bạn này đo phải không? Bạn này đo thì bạn này đo thì đo chân FO. Đo chân 17. Đồng hồ đo. Chân 17. Đo nè, thì cái này quay đỏ. Mày kích chân 18. Còn mát thì quay đen, xuống mát bình thường phải không? Vậy đo gần đo trước khi kích. Cho thử coi có 5 vòng không? 14, 15, 16, 17. À, em đo cho 17 nó không 18. 18. Em 18 rồi, chân 17 chân ngồi đây này, chân 18 cách 100. Mày cách chân ngồi đó. Đây là chân 17 này. Rồi. Bạn nào đo? Em đo chân 18 này, em kích rồi. Rồi đo trước cho bạn đó kích chữ cô bạn cho bạn đó đo trước rồi mới kích sao chứ. Phải không? Mới thay đổi sai số chứ. Rồi. Rồi mở nguồn để xem được có chữ quen nha. Mở nguồn xem có 5V không? Đây 5V. Đây bình thường nha, bình thường nó đang tốt là 5V đúng không? 5V đúng không? 5V chưa? Bây giờ chúng ta thử xem coi nó thay đổi không, bằng cách thì chúng ta đưa điện áp vô xe hả? Đây đưa 18 vô, đây thấy chưa nhỏ này, đúng rồi cách này alo cách vô mắc liền nhỏ này có rồi sao rồi không vẫn hồn không mười hai vô đi cái thì vậy không vô cách này liên tục cũng không vô á. Rồi nhỏ là bao tối này không làm liền không được đâu, tại bo khách còn nhiều lắm, ai cũng hối gì em hết trơn nè, anh đã có giải quyết kịp cái danh này không vô. Vậy là con đi xanh con. Bởi vậy anh mới kêu em là kêu thợ cơ đó, lại nó coi trước cho em á. Là vậy đó. Ở đây á, ở đây mà sửa là anh còn dạy học nữa mà, đâu có phải là ngồi sửa suốt đâu. Không được em, nói chung là cái công việc của em anh giải quyết không được, nếu giờ sửa liền anh giải quyết không được đâu nha. Cũng phải một hai hôm gì đó em coi làm. Không có bữa nào anh sửa liền được cho em sao, cái gì cũng phải có thứ tự hết á, ai tới trước mình sửa trước, ai tới sau mình sửa sau, chứ tự nhiên em qua ngang nào cái đâu có làm được không hả. Em phải kiếm thợ nào khác đi, nếu cái điều kiện của em là em đưa ra là anh không làm gì cho em được. Em đưa sửa máy là em phải phụ thuộc cho cái điều kiện của người ta chứ, mà kêu phụ thuộc cho điều kiện của em là anh cũng không phụ thuộc được. Vậy nha, khi nào mà em muốn sửa thì em cứ mang qua vậy đi. Còn hai ba hôm gì đó em. Dạ, ok em nha.
rồi, như vậy các bạn hiểu được cách đó. Đây là chúng ta xét toàn diện bộ xem xuất. Còn cái này gọi là phương pháp thứ 4 đúng không? Cái chỗ này là 4, thứ 4 đúng không? Cái thứ 5 đúng không? Ừ. Thứ 5 là chỗ này rồi đúng không? Ừ. Phải không? Còn thứ 6 là cuối cùng. Thứ 6 là cuối cùng. Thì cái 6 mình phải dùng đồng hồ đo trụ. Rồi, đồng hồ đây là cái này là thêm chỗ này là 3T2. Đấy, chúng ta chiên đo trụ. Đồng hồ đo trụ á. Đây đồng hồ thường đo con trụ này là đủ số mi, nhưng mà vô chạy là nó có tần số nó chậm. Cho nên chỗ này cần phải có đồng hồ đo trụ để đồng hồ đo trụ nó mới phát động cái tần số. Cái chạy quang ngang qua con trụ thì lúc này nó xác định trụ là sống chết. Như vậy thì đây là 1, 2, 3, 4. Phải không? 5. 6. Rồi, bạn thử làm coi. Bạn này thử làm vô xem hay xem coi. Kim quay đỏ làm. Cho đồng hồ số này đó, quay đỏ là dương. Rồi làm thử đi. Đo trụ ra ra. Đo trụ lấy một trụ chọn đâu đó thôi chứ đâu có gì đâu. Ờ kích đi, vô kích thử. Đấy. Cứ làm thử. Kích thì lấy đi cái nè, để em lấy cái dây này. Bạn phải làm theo được đâu. Thầy muốn bơ cho bạn sữa, và thầy muốn đưa bo cho bạn sữa. Thì bạn phải biết thử. Bạn không biết thử đưa bo cho sữa thì giống như là gì? Được chưa thì gieo trứng cho ác rồi đó. Tại vì nó không biết thử mà nó chưa dĩ nhào vô cấp điện này kia bùm bùm chết luôn. Bây giờ muốn sửa máy vô này, muốn sửa máy phụ thầy thì đầu tiên là phải biết làm đã. Rồi mới gì mới dám đưa máy cho sửa chứ. Bây giờ mà không biết làm gì hết kêu đưa con cho sửa. Bây giờ sửa cái gì? Cô xe công sức không biết xác định sống chết. Cái con gì cũng không biết xác định sống chết hết. Giờ sửa gì giờ? Mai là chúng ta những cái này là chúng ta quấn gọn rồi đó. Còn những cái ba bữa là hở mạch nè, rò mạch này kia. Cái ban nó từ từ đến, nhưng mà trước mắt là những cái ban này thì quấn trước đã. Gọi là ban dễ nè, cái này gọi là ban dễ nè. Đo đạc kiểm tra ra ngay là ban dễ. Còn cái ban mà lúc chạy lúc không á thì mới gọi là ban khó. Ban khó thì phải từ từ đến, những ban dễ mà chưa làm được sao làm ban khó. Rồi chắc phải cảm thấy mọi hồ có sáng không? Cẩn thận nha. Hai cái dây này đem ra chỗ khác đi, để chi cho nó dính cho mà thôi. Cái này là dây chung thì một là kích ở bên cộng, hai kích bên trước. Rồi, cắm dùng trước. Chung đó đúng rồi, chung để trung trọng. Để dặn nhau nha. Cái que này cũng cái nào đây, đưa ra nè. Ok. Để đồng hồ đứng thẳng, đứng thẳng. Tại vì nó bị trượt. Rồi, mới. Đó, đầu tiên, đây là bước 1 nè. Qua cộng nè. Qua cộng, qua trừ, không lên kia, không lên đèn, mới được. Rồi chưa, đây là bước 1. Rồi chúng ta tới bước 2. Đây, tới bước 2. Đúng không? Bước 2. Hiểu không? Đây, bước 2. Nó cộng trừ. Đúng rồi. Cộng. Rồi, xuống má. Đối dương trước đúng không? Đối dương trước đúng không? Đối dương trước. Rồi, xong rồi. Kích gì? Kích 3 lệnh gì? Cái 3 lệnh âm trước. Âm trầm. Nhắn lên, chụp đứng lên. Đó, đây là phương pháp làm đó nha. Thầy nhớ là tuân thủ nguyên tắc giùm thầy nha, sửa bo phụ thầy là phải tuân thủ nguyên tắc á. Ba lệnh dưới trước. Kích bo dưới trước này. 13, 15, đếm chân đi. 8, 9, 10, chắc chưa? Đứng ra đi. Chắc rồi thì lệnh nha. Đó nè, lên sáng hay kìa. Đó. Bạn nhớ nha, đứng cái que đừng có để trượt nha. Nó trượt nó nguy hiểm rồi, thấy không? Được chưa? Ok ha. Rồi. Có đầu. Nó qua đây. 8, 9, 10. 7. 1 bóng. Thấy không? 2 bóng. Rồi. 3 bóng. Được chưa? Rồi xong. Như vậy là chúng ta đi tới bước thứ nào? Rồi tiếp theo là chính là bước thứ 5. Bước 5 đúng không? Bước 5 thì bạn phải cần đo. Một bạn đo thì 5V. Bạn thích phải không? Vậy là đây là cái phương pháp mà chúng ta học đó các bạn. Phương pháp đó rất là dễ chịu trong vấn đề, và tất cả các loại xe công suất trên thị trường chúng ta có hiện nay chúng ta đều test được phương pháp này cả. Mà hiểu không? Vậy chúng ta học một lần một tháng thì máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh thì chúng ta đều có thể dựa theo phương pháp này để mà kích, nhưng mà phải nhớ phương pháp nha, nhớ nha. Học nhanh hay mau? Bạn thấy nhanh không? Nhanh hay mau? Chỉ cần chúng ta ngồi nói chuyện với nhau khoảng chừng 15-20 phút thì chúng ta sẽ hiểu về cái phương pháp để chúng ta sửa bo thôi. Đó, 5 con. Đấy. Đây bạn này kích nè, kích vô xin nè. Cái xin thì nó sẽ tụt xuống. Như vậy là chúng ta xác định vô xin trước này nó sống toàn diện. Chứ không thể nào mà chúng ta đo cái kiểu mà đo nguội được đâu.
được chưa? Rõ ràng không? Chúng ta đo nguội, chúng ta chỉ đo nguội là chỉ đo chơi chơi thôi. Chứ còn mà muốn xác định một con xem sức xong. Bước 6 lấy đồng hồ đo tụ đúng. Rồi chưa? Bước 6 thì đồng hồ đo tụ mới làm được cái chuyện này. Như vậy là bạn đã hiểu về cái cách mà cái câu chuyện một cái con xem sức mà muốn thử sống chết. Nhưng mà thấy bất kỳ một cái bo nào cũng vậy, dù cho tủ lạnh hay là máy lạnh máy giặt, mà chỗ nào mà có xem sức thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thử theo phương pháp, chúng ta kích từng lệnh. Tuy nhiên thì hồi sáng thầy có nói một bạn á, là tùy theo con xem sức kích nó là tác động mức âm, nó tác động mức dương, thì các bạn cần phải coi bài đấy. Ví dụ như bạn đo vô cái đường lệnh này tự nhiên có 5V thì thằng này đang tác động mức gì, mức âm. Bạn muốn cho nó chạy thì bạn phải kéo nó xuống. À, ok không? Cái này thì rất là dễ. Không, bạn nào biết về sơ về điện qua thì chúng ta thấy là cái này nó cũng không có khó khăn. Chỉ có cái là người ta không chưa ai hướng dẫn mình không dám làm đâu. Có người hướng dẫn làm được không? Hướng dẫn qua nói qua cái là nó chạy như bay thôi. Chứ đâu phải là cái bo hôm nay chúng ta gặp cái bo này, chúng ta thấy là cái con này sạch, cái con này đúng không? Qua không? Mới đầu khi mà bạn về quê mà bạn làm thì bạn sẽ không biết con này là mã số mấy. Thì các bạn còn phải nhọc nhằn trong cái vấn đề mà phải gỡ ra coi mã số. Nhưng mà tại sợ thao thợ số bo nó biết mã số thì không phải ban đầu nó giỏi đâu. Ban đầu nó cũng mở cái bo ra, nó coi con mã số số mấy, nó làm biết nó nhớ, chứ không phải nó giỏi đâu. Bo con tay này nó là không bo đấy. Tất cả các đời 32 của bo đây kinh loại này thì nó đều xài cái con cylinder L cả. Ngay cả bên Toshiba cũng vậy, cho thầy qua coi cái bo nhỏ Toshiba coi, bo sát đó. Đây, bo này không phải bo nuôi nóng mà. Đây, cái bo sáp luôn kìa, cái bo sáp kìa, bo tủ lạnh sáp kìa. Đó, đây nè, đây. Nó cũng là cylinder L đây. Đây, các bạn có thể mở ra xem. Đó, có lưu vít, cái này cylinder S, lưu vít mở ra. Đây, mở ra. Nó là cylinder S, tại vì tủ lạnh nó cái chân cẳng giống nhau. Nhưng mà một cái S, cái L, S là gì? S là công suất nhỏ, L công suất lớn, L đây, con này đây các bạn. Chân thì nó giống nhau. Chân cản giống nhau luôn, phương pháp thử giống nhau hoàn toàn. Vì các bạn đã thấy một cái sự tương đồng, còn đâu phải là nhất thiết đấy các bạn. Đấy. Đây các bạn. Chân cản giống nhau, hoàn toàn giống nhau, 100% giống nhau. Nó chỉ khác nhau với vấn đề gì các bạn? Khác nhau con này là mã S. Mã S thì nó chạy chỉ chạy được có 4 ampere thôi. Còn L nó chạy được 15 ampere. Thế thôi, các bạn thấy là Donny lấy thước ra Donny chân cẳng đồ kích thước đồ giống nhau hoàn toàn, cho nên một số bạn lấy cái con này thay cho tủ lạnh luôn cũng được. Nó chạy bê cao hơn, lóc chết nhưng còn xem sức chưa chết. Tại vì nó cao hơn, nhưng mà cái con này thay qua đây không được rồi nha. Con này chạy qua đây là tóc tăng tua lên, hút lên cái bụng nổ. Nhưng mà hoặc là nó chết. Đúng không các bạn? Như vậy các bạn thấy là giữa tủ lạnh và máy lạnh, thậm chí là ví dụ như chúng ta có một cái bo đuôi, cái bo Toshiba. Cái bo Toshiba nữa không bạn thấy dò đâu. Nhỏ lại lật lạc đó, chúng ta phải hiểu cái cách tương đồng chứ đừng có học theo cái kiểu mà hôm nay tôi dạy bạn Toshiba, bạn chỉ biết Toshiba không biết bạn A nghĩ là sai. Không phải dạy ở đây, tại sao mà dạy đóng lần 30 triệu mà không đóng lần từng phần? Tại vì dạy không có dấu cái gì, dạy đi luôn có dấu gì đó. Cái bộ Toshiba mà bạn thấy hay ấy, bạn ngồi dễ cái Toshiba đuôi nóng đó. Không phải đó. Nó nhỏ nhỏ rồi. Không phải đâu, nó bị nhà bán. Hôm qua em muốn xác định cái chân này, không biết chân nào cái chân. À, chân gì? Đó thì đang xác định được chưa? Nó dễ mà, đâu khó đâu. Chỉ có cái là hồi nào giờ không ai hướng dẫn mình, bây giờ có người hướng dẫn thì nó chạy ào ào mà đây Toshiba nè. Chân nó giống nhau hết. Nó là một thứ mà. Đóng mang con này đóng đây. Đương nhiên. Hai thằng cùng mã số luôn. Bạn ví dụ bạn có thể lấy con đó bằng thay qua đây cũng bình thường, tại vì hai con cùng mã số. Cho nên chúng ta thấy là ví dụ bây giờ thầy nói thầy dạy mấy bạn đây kinh không, thì các bạn nói các bạn chỉ biết đây kinh không biết Toshiba gì, các bạn sai rồi. Sai cái chỗ nào không biết không? Tại vì IC cùng số nó giống nhau. Như vậy phương pháp thử giống nhau. Đấy. Máy giặt sau này nó cũng xài con này luôn. Rồi có, đời sau này máy giặt xài con này, bởi vì máy giặt Panasonic. Nó xài con này, máy giặt Panasonic cửa ngang đời mới nó xài con này. Như vậy các bạn cũng phải thử được luôn chứ. Chứ làm sao mà các bạn nói bây giờ tôi học bo máy lạnh, tôi biết thử bo máy lạnh, bo máy giặt không biết thử gì là. Vậy là các bạn có một phương pháp thử chung mà, chứ không phải là cái con nào thì cũng phải thử đi, con nấy con gì là sai.
chúng ta chỉ cần học một, ví dụ như chúng ta học một nguyên tắc một, thì cái nguyên tắc này chúng ta ứng dụng cho tất cả những cái đời máy khác nhau, dù cho nó là máy giặt, dù cho nó tủ lạnh, hay dù cho là máy lạnh, điều thử một nguyên tắc chung thì làm sao mà chúng ta nói là chúng ta mà học xong mà chúng ta nói chúng ta không biết thử là chúng ta sai không? Mặc dù chúng ta học thời gian ngắn thiệt, đúng không? Ngắn chỉ có gì mà 3 tuần hoặc là 3 tháng ngắn thiệt, nhưng mà chúng ta có một cái kiến thức gì rất là rộng. Tại vì chúng ta học ví dụ như bo Eri, bạn nói bây giờ bạn muốn thử, bạn cũng kích thử y chang vậy luôn, bạn cũng kích thử 3 pha, cũng kích y chang vậy luôn, thì nó sẽ ra 3 pha gì chúng ta sẽ chết đi. Như ví dụ đây mình thêm mượn cái bo của em xem không? Đây, đây 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 là một cái bo máy giặt cửa ngang Eri đấy bạn, đấy đấy bo máy giặt cửa ngang Eri đấy bạn, đây để xem sức của nó. Cái xương sức của nó thì giống cái con Toshiba ở đây không? Đúng không? Ý tại vì các bạn nói là ông thầy nó hay quá, tại sao nhìn nó biết xương sức không phải là hay. Thầy đã khẳng định với mấy bạn rất nhiều lần không phải là thầy hay, mà do làm quá nhiều rồi. Cho nên thầy đúc kết lại những cái gì để dạy mấy bạn cho nó nhanh. Hay ngày xưa người ta đi, bây giờ mình bay mà, mình chạy mà. Mình lên mô tô mình chạy mất mớ gì đi bộ. Có mấy kiểu chân. Nếu chỉ có mấy kiểu, có mấy con xương sức khác nhau thôi, thấy xong rồi. Ví dụ như cái con này đúng không? Mình sẽ ví dụ như giả định gặp con này mình làm qua một lần không, mình không nhớ, nhưng mà làm qua thử cho 5 lần có nhớ không, bé bóp đụng nó là biết nó con gì luôn, cứ đụng cái kiểu chân này là biết, à kiểu chân này là con gì, SCM1241 thì là hồng sáng đúng không, đấy tại vì chúng ta mới thì chúng ta không biết đâu. Đó đụng qua nhiều lần đúng không, SCM đấy 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 đó, nó là đụng quá đấy, đây là cái con hồi sáng nó học đấy, đấy đây 1 2 3 4 nó có sẵn nè đó. Bây giờ nó có 3 khối khác nhau nè, 1 2 khối đây, 1 nè, 1 khối, 2 khối, 3 khối nè. Đây là 1 khối nè, đây 2 khối, 3 khối là khác nhau đúng không? Thì chẳng qua là phương pháp thử thì giống nhau nha. Phương pháp thử thì giống nhau, cũng kích 1 lệnh, 2 lệnh, 3 lệnh cũng kích y chang. Thì chúng ta xem coi đây là 2 lệnh trên nằm đâu. Đây, đây là 1 lệnh trên nè. HM1 nè. Đây là 1 lệnh dưới nè. Thấy không? Con này cũng vậy, 1 lệnh trên, 1 lệnh dưới. Con này cũng vậy, cũng 1 lệnh trên, 1 lệnh dưới. Thấy rõ ràng không? Thật ra nó chia ra 3 khối rõ ràng thôi. Và ba khối này cũng có ba nguồn cấp 15V nè, đây 15V nè, đây 0V nè, thấy không? Và đây 15V, đây 0V nè, đây 15V nè, đây 0V nè. Các bạn thấy, các bạn nhìn coi, phải ba đường 15V đấu chung, ba đường 0V đấu chung. Đấy, đó là cái nguyên tắc của chúng ta. Cho nên là thầy mới nói là cái tờ giấy nãy đâu. Đó, cho nên thầy mới nói là đây là một cái tờ giấy là thử chung cho tất cả các loại IC công suất trên thị trường mà chúng ta có, là lấy cái này ra áp dụng vô là thử được hết. Đó. Mẫu hả? Chúng ta có một số mẫu nào nó cũng thể thử vậy. Mẫu nào chân nó cũng vậy. Đúng rồi. Thằng bất cứ một thằng IC công suất nào trên thị trường đều có 6 lệnh, 3 bội áp, FO xem hết. Thì bạn đem trần trật bạn thử, mà thử hết. Chúng ta chỉ có một cái thử. Như vậy chúng ta chỉ cần ngồi nói chuyện với nhau khoảng chừng 15-20 phút về cách này, và chúng ta thực nghiệm qua thì chúng ta thấy à, thì ra nó không khó như chúng ta nghĩ rồi. Không khó như chúng ta nghĩ. Còn dạy mà giấu nghề á, dạy giấu nghề đừng có chỉ nó kiểu này. Đừng dạy tới bo nào thì chỉ bo nấy, đừng có chỉ nó cách thử. Đúng không? Ví dụ như hôm nay thầy gặp một cái bo báo F93 giống như bữa. Đúng không? Đứng đường lệnh, đừng chỉ nó, mày chỉ cần nói tao cái đường mạch này thôi, rồi xong. Thử chạy không? Chạy rồi đem giao khách đi. Mày không cần biết nó báo lỗi gì, cũng không biết hiện trường gì à. Mày chỉ cần nói tao kiểm tra rồi, chỗ này đứt nè, nói để tao rồi xong. Như vậy thì học trò nó xéo đâu. Như vậy nó theo thầy, 5-7 năm là bình thường. Nhưng mà chúng ta chỉ cho nó đây chi, để làm gì quê luôn, nó làm luôn cho nhanh công chuyện. Được chứ? Qua cái bài học này thì các bạn thấy là mọi việc nó sẽ giải quyết rồi, rất là nhanh chóng. Đúng chưa? Rồi có bạn nào thắc mắc về cái cách mà thử không, thầy hướng dẫn luôn. Ngày mai thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu về khớp đại thực toán sẽ chạy như thế nào và sẽ thử như thế nào để chúng ta xác định khối bảo vệ của một cái bo, xác định khối bảo vệ sống chết, đúng không? Đo điện. Đúng chưa? Thầy dạy cho vừa kích vừa đo điện cho nó xả hết điện là sao? Cái thầy sáng thầy hướng dẫn tránh cái trường hợp mà nó gò còn như vậy thì bạn phải dùng đồng hồ đó. Đây nó sẽ kích vừa đo luôn đây, kích để kích coi nó có rò đúng không? Thì như vậy thì bạn sẽ kích như thế nào, bởi vì bạn không có dùng cái đây như vậy thì bạn sẽ để đo, nhưng mà bạn không có dùng cái ấy, và bạn phải đo cái kim vô nè. Ví dụ như chúng ta kích pha u, rồi kích pha u cái này nó hơi phức tạp trong vấn đề mà làm chút xíu. Như vậy thì ví dụ như bạn phải biết bạn đang kích cái pha nào,
bạn đang kích cái pha nào cái đó. Bạn phải biết bạn kích cái pha nào. Đây ví dụ như xin biết là đây. Đây. Bạn phải đang kích, bạn biết là bạn đang kích pha nào chứ cái đó. Đây ví dụ nha. Ví dụ. Đây là UV đúc đúng không? UV đúc. Thì chúng ta chưa biết chúng ta kích cái pha nào đúng không? Đây, kích 3 pha. Đây. Đây chúng ta ví dụ chúng ta phải pha U đúng không? Pha U. Pha U. Thì trên đây là trên 25 là pha U. 25 trên nào? Đây, cái này 25 nè. À 20 mấy? 20 trên này nè. Trên này. Trên 26, 26 tương đương pha U nè. Thì 26 chạy ra đây đúng không? Đúng chưa? Thì cái này chúng ta sẽ đo với mát nè. Đo với mát. Tại vì ví dụ như con này nó rò. Nó rò thì có phải là khi nó rò thì có phải là trên 26. Nó rò đây là 300V đúng không? Chúng ta đang trong chỗ này với mát phải không? Ví dụ nó rò thì nó sẽ chạy qua chỗ này nó lên đây 1 mV phải không? Nhưng mà nếu như mà 3V thì bằng nhau thì ông nói nhưng mà 3V mà tự nhiên có 1V là tự nhiên nó lên 570V và nó đang rò đúng không? Chúng ta thử xem chúng ta mở nguồn thì rồi mở nguồn thử xem đi. Ví dụ như ba thằng nó bằng nhau thì chúng ta không nói nha. Đây mở nguồn thử xem. Đây thử rò nha. Mở chưa? Mở đi. Mở chưa? Chưa có nguồn vào đây mà. Rồi, có điện coi. Lúc mình nha. Rồi chúng ta đang thử rò ha. Chỉ bằng thử rò. Ơ chào tay nha. Rồi khỏi nha. Mở đi. Rồi. Qua đây mát. Lúc nào quay đây cũng mát. Rồi đo thử xem. Đây. Cái này là mức điện áp của nó nha. Bình thường nha. Ở đây nha. Đây ok chưa. Đây rồi. Tiếp đi, ba thằng phải bằng nhau. Ba thằng bằng nhau, tự nhiên mà có một thằng lên 2 mấy V là không được. Rồi tiếp tục nè. Đây. Rồi thấy chưa? Rồi, đây là đối dương đúng không? Đó. Ba thằng nó phải bằng nhau. Nếu như mốt có một thằng mà nó tự nhiên không phải là không đúng là sai. Có hiểu không? Đấy, nó phải bằng nhau. Tự nhiên ba thằng tự nhiên đo thằng lên 2 mấy V là thằng đó nó rò rồi. Cái này là đo vừa vừa thầy hướng dẫn cái đo này mà lúc mà đo cả xoay chiều nữa một chiều à xoay chiều nhấn menu một cái bấm qua nè 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 đầu tiên muốn đo cùng một lúc mà DC AC luôn đúng không rồi muốn đo cùng lúc DC AC nhấn menu một cái nè menu rồi mình sẽ nhấn cái 4 phím mũi lên nè ví dụ lên nè đây nó có gì về lên nè đúng không lên xuống nè đúng không nè bấm này qua đây nè bấm qua nè qua đúng không bấm vô chữ DC AC thấy không ở đây chúng ta sẽ hiện là DC cộng AC, AC DC, DC AC và kết thúc nhấn DC AC nhấn vô thì ở trên chúng ta sẽ là DC ở dưới là AC đó được chưa? Khó sử dụng đấy. Từ từ quen chứ cái gì cũng phải vậy giống như cái điện thoại mình mới mua về mình không biết bấm gì đâu ngồi bấm mò mò hồi hư luôn nên đi bảo hành. Cái này trên menu. Nó chuyển dưới này nó sẽ qua hẹt. Chuyển đây này ra này chỉnh gì không bon ví dụ như bình thường đây đúng không đây hẹp bao nhiêu hẹp là ví dụ như hẹp đây cũng hẹp đúng không bấm vào chỗ hẹp nè dưới hẹp nè phần trăm nè đúng không hẹp bấm hẹp cái này nó sẽ đo tần số đúng rồi sẽ đo tần số thì vừa đo AC vừa đo tần số thì đấy đường đo AC đường đo tần số thì mình phải chuyển qua thang AC rồi bấm menu rồi hẹp nè đấy bấm hẹp đúng không bấm hẹp đây nó vừa hẹp vừa AC vừa DC vừa ấy thì lại chuyển sang DC rồi vừa DC AC mình lên DC xong mình chuyển DC AC rồi về tập từ từ cho nó quen đó ok chưa đúng rồi ok vậy các bạn hiểu được chưa chúng ta sẽ kết thúc video nha cảm ơn các bạn bye bye